kill được Tin này một em nào? drop. Em có nàng không phải liên tưởng gì? Thả nhớ đường đã. Đường ở đâu? Eo, lên giá 6 múc. Nhìn lại nhỉ, mấy thằng này nó xây. Mấy thằng này xây hết rồi. Thằng nào? Xây. Mấy thằng đi vào đây. Hai dậy đi. Mấy thằng ta. Inh sát, 5 inh sát. Mấy thằng này ăn với lúc hết kiểu. Không, để đấy tôi chết ra. Con mèo đi ra. Để tôi cho inh sát vào hòm ngay cạnh thằng này. Tôi tưởng lại. Lại chết. Cái kia không phải xuống dưới kia kìa. Thấy không? Thấy cái đất kia không? Ừ. Nhà không xuống được. Đấy theo không? Không biết đường nữa mà cái tiếp theo. Sao trong này làm sợ ngã. Mấy thằng dân làng có mèo bên cạnh sướng nhé. Thiệt à. Mấy thằng dân làng được ở nhà hotel Ska. Thôi có... cạn sửa biển báo anh hotel đi. Ờ ok. Xong xa nhà tôi ngủ cũng được. Thôi xong rồi tôi lại chết rồi. Thật kìa. đúng là dồn hết mọi tâm huyết vào mấy cái kiểu farm các thứ thì còn mấy cái skill còn lại mất hết. Không phải đang tôi không thích cái Nether mới chút nào vậy chứ. Tôi có tôi lần đầu tôi cũng đi Nether mới làm gì. Đúng đúng. Đúng 5 giây. Một lần còn chả phải do Nether mới. Một lần do đánh nhau. Đợi tôi về đem người Trần vào trong Nether. Ê trong đầy có ấy. Ra có trên. Gì? Trong cái gì? Có ít sát không biển, nhỉ? Biển báo ở đâu ấy nhỉ? Biển báo này để đâu bây giờ? Anh chết đi. Thằng Anderick muốn chặt cây đỏ này. Cây xanh à? Cây xanh. Cây xanh xa lắm. Cây đỏ cũng được. Cạn ơi. Cái gì? Nhìn này. Từ từ, ghi cạn hotel đó. Sự cạn phẩy ép. Sao ghi khách sạn công đoàn? Cái nhà công đoàn viết hoa không? Công đoàn viết hoa không? Không biết. Tôi sợ lại xây viết hoa rồi. Còn lại không biết hoa. Có công cái công làm vàng ở trong là nhà kìa. Gì? Khách sạn công đoàn đan. Cạn lên nhìn tôi này. What the fuck? Đằng sau ông có con slime kìa. Ê Linh, ra xem được không? Ra xem ok không? Đấy, ở đây cơ mà. Khách sạn công đoàn. Làm gì cho dáng vẻ giống khách sạn ấy. Lễ tân đâu, reception đâu. Lại tạo thêm một thằng dân. Nghĩa ơi. Thằng dân đi. Gì? Reception. Đang làm tour du lịch này. À đây tôi làm reception cho. Đây là phòng, đây là nhà thư viện đúng không? Đây là thằng thủ thư đúng không? Đúng rồi. À, đây là phòng H01 P.H01 P.201 Dan có mang công trình của cái phòng đi. Thế phải cải tạo một khách sạn mới mẹ chứ cái này không. Đây nhìn này. Cái này đã xây ra rồi. Còn lại buồn hay nào? Đã đồng buồn xây cái mới. P.202 ok. Đâu? Đây là kitchen à? Ui. Đây là reception. Sao nhìn như kitchen ấy? Mẹ reception để bên ngoài chứ. Để ngoài này. Rồi ôi, chỗ này này. Ông nhìn ông để ở đâu? Hả? Thấy mũi tên này không? Ông tên thấy ông để đâu? Cái khu vực này này. Đây này. Nhìn thấy mũi tên này em tuyệt đẳng. Chỗ đây là khu bếp mà. Bếp này không thì chỉ có chỗ này làm reception được thôi. Cái gì đấy? Con cái gì đấy? Con Golem là zombie. Tôi cần ốc vuốt. Đã nhỉ? Tại sao con kia bắn tôi? Bắn lại nó. Bắn lại nó kiểu gì? Tới tay không mà. Cần ốc vuốt. Mày... không có tí ốc vuốt nào à? Mày chết đi. Ốc bây giờ ấy thế, nghèo thế.
sau đi đâu. Có ý tưởng tầng 3 rồi, có ý tưởng tầng 3 này, này. Không, thực ra phải cải tạo, phải là mở rộng thêm tầng 3. Kinh nhỉ, thấy chưa, cứ để nguyên khi nào có ý tưởng thì đụng vào. Mày phải cất đồ ra mẹ, đồ nhiều quá. Ai có ốc vuốt không? Ốc à? Ốc, chỉ có spruce log thôi. Yêu ơi. Cái này chạy gối nhỉ. Bực cả mình. Hacker. Kinh không sợ chết à? Tôi hết đồ ăn rồi. Hết đồ ăn thế này. Cảm ơn ba củ cà rốt. Sao anh ấy đã phố chết đây gần đi. Lần trước mình đi tận đâu gần đó. Không, lần trước là nó ngay gần, nó ở ngay gần spawn luôn. Ôi, ôi. Sợ là này, tiếp rồi này, có khi mình đi nhầm đường này. Bởi vì đi theo mấy cái đường cần Linh xây mình sẽ đi ra phố chết luôn. Đường tôi xây là nó đi để đi khám phá chỗ khác mà. Có khi đi ngược lại. Đây này lại chỗ bọn kia. Đi đỡ mệt. Đúng. Ông quất. Quên mất mình có Shocker Box còn chả dùng. Mình có backpack rồi. Nhưng mà đúng. Ê kìa, đừng gọi nhỉ. Nó khác còn dùng hơn ý. Rìu này, sẻng này. Đây rồi. Chỉ là backpack không đặt được rồi. Sao có con Iron Golem trên này? Giết nhá. Ê đừng. Sao? Nó bảo vệ mà, nó bảo vệ nhà mình ấy. Nó bảo vệ, nó đánh zombie. Ok. Sắp lại chết rồi. Nên ông đào cho tôi nhá. Ông có gì không? Không tìm. Mẹ đây đúng là một cái khu công nghiệp thật. Sợ thật đấy. Khách sạn công đoàn ngay cạnh. Đây là anh ấy. Đâm. Nè đâm dìu này. Ui, cánh nhanh thật. Vua đâu, có mỗi một cái. Kiêu củng đâu. Bây giờ nếu mà xây cái tầng 3 kia mà thêm một cái ông nhà mới đi nữa là thêm tầng 3 được không nhỉ? Kiêu có mỗi hai con đấy. May mà còn hai con đấy. Còn một con lại thối mồm. Đấy, dìu đấy, tao không ngủ người đánh nhau à? Ừ, nó đâu ý? Thế được. Eo, đừng ngủ nhau con... bọn mình nha. Đến đây làm gì thì làm đi nhanh lên. Thật vậy. Còn cái gỗ trắng trắng không nhỉ? Birch, còn đầy. Nhưng mà tôi cần... Đến đây làm gì nhanh lên. Có cá đây. Nhưng mà ném nó mấy con cá. Làm ba gỗ trắng luôn. Tận hai cái form bò liền xịn sò. Đi trông trẻ cho thằng Angelic nhỉ. Đi trông trẻ. Sợ vãi. Ok, nên cải tạo lại nhà. Khách sạn. Từng ba định làm kho đấy, nhưng mà kho này chả làm cái gì. Ông nhìn kho nhà chính, ôi. Nhìn cái máy này làm được tận 35 ấy thịt này. Của thằng cạn thì toàn thịt sống. Thế tôi thịt sống. Ờ, tại vì có ấn nút đấy đâu. Ấn nút mê bỏ mẹ. Ê, hay là cho thằng cạn nó nối với cái
cái ê hay cho cái lửa cạn nồi với cái furnace xong rồi tự nướng chín luôn được không? Cái của tôi là nào? Ông thấy cái hopper cuối cùng của ông không? Thế ông định giết bò kiểu gì? Thật eo cả giết bò nữa à? Mệt thế. Quên mất. Cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, cứu. Em tôi. Cứu, 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 cứu. Đây là tổ thịt bò này. Hàn nhập thịt lợn này. Em. Nghĩa, cả nơi thịt, cái form thịt gà của tôi có vẻ nó ra ít vậy. Cái form gà yếu lắm. Tôi cũng form cái đấy một lần rồi, yếu. Hát đợi tí tôi lấy thêm wheat đã. Cần cạn sửa lễ tân đi. Ông cho mấy cái thảm lên trên cái chỗ đấy. Rồi đi về đi. Mấy cái thảm lên trên một cái thảm. Đi về đi. Tôi tay lên cho ai đây? Chỗ cạn. Ê, ê, có gì đánh tôi à? Không, tôi dẫn vào dùng nhà. Đúng quá nhỉ. Hôm nào phải tạo skin nông dân. Mãi mới về, mãi mới an toàn. Có Wither Skeleton Skull không? Đây. Không, có ba có đánh Skeleton đâu mà Wither Skeleton Skull. Ra làm đi. Vào nhặt gỗ. Vào nhặt gỗ. Mẹ. Chưa đánh Wither mệt phết. Đánh Wither phải farm, đánh Ender Dragon chả phải farm mấy. Có anh đánh Ender Dragon lần 2 đánh không? Đánh được đâu. Đánh được. Như nào ấy? Anh mấy lần nữa đâu? Ông tạo cái... Dragon Egg á? Ông dùng cái Dragon Egg, ừ. Rồi ông lấy cái... Nghe đủ nghe không ấy? Cái End Star ấy. Rồi ông... End Star á? Cái gì nó bắn nổ, cái gì hồi máu con rồng ấy. À, End Crystal. Cái đấy chế được, cái đấy chế được. Cái thằng bắn ính xác đúng. Thằng bắn ính xác, thằng... Tôi đặt ính xác vào trong hòm rồi nhưng mà thằng kia lâu chưa về nên... Nên không đổi, không chế được. Bấm chuông này, bấm chuông. Bấm chuông ngoài cửa này. Bây dùng mỗi lúa ấy, mấy cái dưa hấu chả dùng. Ôi, cho tao này. Nhận không nào. Thằng tính sắc đồ rồi. Sao lại phóng thân nào bắn thằng bút chơ đấy. Thay thay thằng kia là biến thành bút chơ rồi. Witcher á? Witcher. Toss a coin to your Witcher. Nhà mình nào cũng có tiếng zombie. Tôi cần 4 stack cobblestone. 4 stack. Lên mẹ nóc nhà này nào. 4 stack cobblestone. Stack hay stack? Stack hay stack hay. Stack hay stack. Thì như đấy thằng in stack hay là. Thằng in stack đâu. Nghĩa ơi. Ê hỏi tí giờ làm nào để hộ cái giờ làm nào để cho cái địa hình này nó giống này này. Nó giống này này. Để đây. Thằng nào vào. Thằng Lâm. À. Giống như nào. Lâm thu sĩ. Được con này để con này. Được con này. Nhìn nha, tôi sẽ làm một lần đăng ạ. Đâu? Làm gì ấy? Này. Đúng này đúng không? Ừ. Nhìn được như này đúng không? Đấy. Tôi dùng Endstone của Linh nhá. Endstone là... Ờ, cái gì? Đấy là Endstone.
định làm gì quên mẹ rồi. Ừ, ôi tự nhiên thằng anh cô đừng cậu đừng bỏ bố đó giữa nhà như nào không? Gì căng. Tiện đi xuống cầu thang thấy con anh tôi to quá. To như chó. Sao trong hòm thằng cạn toàn mấy cái. Tầng 2 mình nhìn này. Tầng 2 mình nhìn. Nì. Giờ mới biết à? Tai ở đây nãy. Đi một thằng to được bố quá ai. Đập em tao mà nó là gì? Thì là đêm khác cả. Cho nó làm lâm. Lâm. À skip skip. Tại nhìn giống skip vậy. Trăng trăng giống sờ kip. Ê hề. Mình cần wool. Cần sắt. Đã cần sắt. Farm farm đâu. Cần sắt thì bị làm băng này. Để tôi lấy skip rồi. Thằng skip về tí nữa bắn chết mẹ. Chết mỏng đẹp nào đứng này. Bảo vệ của... bảo vệ của hết trạng. Tôi cần 10 sắt nữa, các ông có không? Đấy, có 9. Tám sắt nữa. Mình gom nhặt từng cái một vậy. Rồi đang gom từng cái một. Giết giết cái con ai golem kia đi. Giết làm gì? Nó là bảo vệ khách sạn. Thủ thưa rồi. Mình giết nó. Đâu? Thủ thưa này. Nó hết hàng rồi, hết insect rồi. Chờ một tí nữa mình. Nó thành master rồi, nó không ấy nữa đâu. Tôi lấy lên tay nhá. Mày trắng. Tôi lên sát bắt. Chuyết cái, chuyết cửa sách ấy. Chuyết insect ấy. Ông ra thế nào? Ông đang dùng rồi, ông ra nào. Chuyển sách á. Insect ấy. Chuyết bốc hết rồi. Mấy ông chơi insect à? Chết insect rồi, chết hết rồi. Ngon. Hết hàng người ta. Thằng ấy nằm mẹ. Xấu. Ơ, đai được cái ấy không? Thằng này cho 14 gà sống, 4 thỏ sống để 1 emerald này. Đai được cái... Butcher. Cái hết không? Không đai được đồ rồng. Thằng cặp quá. Cảm giác là cột này không mục. Đi đi dùng, dùng cột trắng đi dùng. Ông cho bỏ ra ăn hết chưa? Tôi nghĩ dùng ốc Mình quay quẹt cái gỗ này đi. Mình dùng cái chim này. Tôi định dùng gỗ, dùng ốc để quẹt. Tại vì dùng cái đấy nó lại ấy trùng với sàn nhà. 7 kiểu sao đây? Tổ 7 xuống đến đất mà đào. Xuống đến đất mà đào. Ông muốn xem tổ 7 không?
Đặt nha. Có ý tưởng thì phải xây cho bọn hết đấy, đừng có mà đang xây bỏ dở, bắt người khác xây hộ. Bắt người khác xây hộ. Xây hộ ra đi. Xây hộ ra đi. Kể trong nhà tôi có tận 2 tháng bây giờ nó vào đây là ở chùa ấy nhỉ. Đuổi nó ra khách sạn không đoàn đi. Nhưng mà bắt nó thấy kiểu gì. Ờ, dùng Minecraft. Cái gì nào trong này. Mỗi tội Minecraft là lại phải ở lại công nghiệp tiếp vậy. Nhìn 2 thằng nghe này này. 6 6 công cuộc. Công cuộc vãi. Nhìn hai thằng này nó làm gì vậy? Quần TP đây xem không? Gì? Quần TP. Cái gì vậy? Thôi. Anh đâm bắt. Không có sao đâu. Thì không nói gì ạ. Nhìn hai lần quên giường rồi. Lâm phết. Thế là không vô sinh rồi. Kiếm nhà thế này. Nghĩa là toàn để cho bọn nó hấp sách trong đấy. À đây 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 là cái resort. Resort đúng rồi nha. Ờ ơi, nó ở xa này, nó ở mắc xa, seaside. Vừa seaside. Nhà tôi thành một resort đúng không? Ê, hay copy nhà ông xong thêm mấy nhà y hệt là resort. Stay. Ê, hay là copy nhà ông xong rồi xây thêm mấy nhà như thế rồi đặt cạnh nhau xong rồi cho một cái lễ tân nữa. Lễ tân ở bên trước cửa vào đấy. Xong rồi cho mấy thằng Major muốn thuê thì vào đấy thuê chơi nhau. Nó thuê đâu không trả tiền đâu. Ê, thuê phải trả tiền. Red đâu chán ấy, không có Red à? Chưa đủ. Bao nhiêu thằng là đủ Red? Tôi không biết. Mèo với trời mục. Wooden axe OP. CA Dino Bone. Vừa đầu rồng vừa cứ ép con này. Ô mà chùa. Cứ cũng phải tự đi đào à? Đây tự đào. Hay là app Feather Falling cho giáp. Khi nào mà đồ kim cương thì hãy các bay sẽ ngủ dưới này, mày có phòng mà thân kiện. Nó thích ngủ ở lễ tân. Biết mấy ông già già không? Trên này có mèo, sợ. Mấy ông với cả mấy bà. Trên này có mèo, mình sợ à. Đến này có mèo mèo hơn ấy. Có tìm mèo mèo hơn nó mới xuống. Chết rồi đấy, có axe. Thao có stone axe không? Stone axe. Đây này, đặt này à. Dùng word axe là bị ấy đấy.
Gì cơ? Dùng WordArts và nó thành World Editor ấy. Thế tại sao hồi trước tao dùng WordArts? Hồi trước chưa add vào, bây giờ add rồi. Đi xẹt cỗ đi. Không có gì hết. Có đá không này không? Trong đấy không có, nhà cạn không có. Bên nhà đấy. Thôi đào thẳng xuống dưới đất, xuống dưới này lấy đất. Ớt. Đây này, có thì đá. Ngon. Mặc dù mấy cái farm thì kia còn đáo. Tại sao mà không đi pick, pick mình ở ngoài đây nhỉ? Chắc nó đi vào cổng. Mình muốn thăm con tí thôi mà cũng... Phải tận farm mà. Ô, dùng ra gì đẹp thế. Reception gớm. Bụi thế nhỉ? Eo, dùng Glowstone đi. Mấy cái sàn này để chỉnh cái Glowstone với Sunshine. Eo, ít Glowstone lại với sàn kia ơi. Đây là dùng cái này đấy. Sea Lantern á. Kinh. Xong đặt như này. Nè, ở đây này, xong ở đây này. Đây là cái chỗ ngồi. Cái chỗ ngồi của bọn người ta cầm điện thoại. Thật. À, cho cái, cho cái socket ra đấy. Cần, cần quên. Để tôi ra lấy cái socket. Em là cái mình. À đâu tripwire rồi chứ. Quánh. Ui Robin. Hu hu. Robin gì? Robin. Robinson ngoài đó hoa. Tripwire ở đâu rồi? Tripwire hook đây rồi. Ô oh, Trident kìa. Cái gì? Trident. Đâu? Có nhặt được đây. Không? Cái thằng ném tôi này, không biết là được không? Nó rơi ra. Rơi ra mới gọi là quý. Thật ném. Đại quý. Xôi. Ui, bốn máu, bốn máu. Xịn luôn. Kêu, kêu, kêu. Ơ, tại sao tên bắt tôi về ơ? Thì ông bảo cứu làm gì? Tôi bảo cứu ông ra cứu thôi, tôi đang ở trong hang kiếm cứ tưởng rơi xuống lava. Nó còn đang cầm trident. Đây tôi spawn một con trident nhá. Không không cần. Nhà chắc gì tôi đã giết nó, tôi đã được trident đó. Con đấy gặp ít mà. Ở biển buổi tối lấp đầy. Ông ra biển ông bơi cái. Ôi. The fuck? Mẹ người. Muốn skip này mày muốn đi đâu? Skip. Nó bất tử ấy. Rồi sắp nó khóc sắp không bất tử nữa rồi. Sắp chết. Nó bất tử nghĩa là nó sống lâu ấy. Nó sống mãi, không phải là bất tử kiểu kia. Nên là mô tù. Có hồi máu thằng đấy không nhỉ? Tặng nó hoa mà. Ơ, có khi được ấy. Lấy Poppy ở những người bạn đã chết nó tặng nó nữa.
Đây, thằng cầm chai đến đây rồi. Xem ở nhà có thịt gì không? Ôi, hai thịt gà. Sao có cái furnace ở đây? Kia, à, ra cho tôi, đừng có cứu tôi kiểu, tele va vần. Cái gì, đâu? Cái kìa, sao cái... Oh, siêu touch, siêu touch. Cái kìa à? Chả nhìn gì? Nó phi rồi. Cho tôi, của tôi, Đây, tôi nhặt cho. Đây, ra đây. Đừng ra. Xị dại, để tôi thử đã. Ôi, không nhặt lại đâu. Thì phải nhặt lại đấy. Đời là quá để Linh ơi. Không thấy chưa? Nghĩa là có dìu không? Mượn dìu cái. Đợt thấy chưa? Đâu rồi? Ui, ông phi sâu vào đến mức nào ấy? Tôi phi... Rất cái cục này đây. Linh phi sâu đến mức nào ấy? Tôi chả thấy nữa. Ê, tôi làm được cái đường ra cái này mà nó không bị đi vào phần khăn. Chỗ nào để bơi nhỉ? Ở can trôn. Không, vừa giữ để bơi mà. Ờ. Để bay. Để gì cơ? Để bay ở dưới nước thì. Can trôn. À, ship của ông là ship. À đâu? Can trôn. À đâu? Can trôn hay ship? Giữ nút nào? Nút chạy. Nói chung là như thế. Nút chạy à? Thế là ship. Tôi chả biết nút chạy ông nút nào. Ê, có rương đây này. Có rương. Rương chống không chắc ông nút rồi. Có con ong kìa, con ong béo kìa. Siêu touch. Lơ, để tôi về nhà tôi lấy cuốc siêu touch của ông. Ở trong thùng đấy. Có ong béo thì này. Ông có cách nào mà làm được cái cụm bí mật ở đằng sau cái cầu thang này không? Đợi để ra xem á. Siêu touch TV My Angelic. Này Angelic này. Ở đâu để tôi ấy cho? Tao chạy theo con ong béo. Từ từ. Đây tủ ong ấy ơi. Còn mẹ tủ ong. Đập, đập bình thường nó cũng được. Tưởng đập bình thường nó cũng lấy dần. Không, mất mẹ luôn thì. Ravine này, ra đây. Không có Ravine ra vùng gì hết. Đây. Tôi để mẹ tủ ong ở đây nhá. Để tủ ong gần đến farm đấy. Khách sạn ngay cổng khách sạn của tổ ông. Đâu để ở farm á, farm nào? Cần farm nào cũng được. Đừng làm mất cái quốc siêu tắt đấy nha. Đừng chẳng có farm nào. Đấy, farm đấy, farm đấy. Tôi để ở đây nhá. Từ farm. Để ở đâu này, lập đây đi. Không có cây ở đây. Tự trống. Khoan đã. Để đây được rồi. Để đây được rồi. Nuôi ong bíu. Nuôi các con ong béo. Nhìn ngu vai. Trong này có ong không ấy? Không biết. Trong chỗ con nào không ấy? Không biết. Lúc ông đấy thì có con nào mà nó bay vào? Có hai con bay bên ở ngoài. Nhưng mà có con nào nó bay vào trước mặt ông hả? Không. Thì đấy có con nào trong này. Rồi kiểu gì là chẳng có. Đúng rồi. Nhưng nó phải có sẵn con này. Không, nó không phải có sẵn. Khi ra nhà, ra khách sạn nhà cả này
không có sẵn đi thôi. Thân cảm thành chủ một khách sạn này. Khách sạn. Nghe ngầu ấy. Ê, rồi anh làm cửa bí mật đằng sau hay anh? Đằng sau lại phải. Đây, tôi cho ông này. 64 con luôn. 64 con đủ đánh vẫn chết bây giờ này. Ông Agro B kiểu gì? Đấm nó. Không bị à, Wither đằng nào cũng đánh luôn. Ờ ừ, thôi. Wither đằng nào nó cũng đánh luôn. Mẹ Wither kinh. Để sau tổ thang này. Sửa cái gì quên mẹ rồi. Gì? Cách làm cửa mình sau tổ thang này. Này nè. Này cho làm gì? Để ra cửa sau. Ờ? Thử... Để làm cửa sau. Cái này làm bằng slap hết à? Thế mới nói vậy. Từ cái này nói solid hết này. Ui, zombie bây giờ ở ngay nhà tôi. Đấy bây giờ nhà thằng ấy đâu. Cứu creeper ở ngay nhà tôi. Cứu. Từ trước bây giờ tôi nghĩ thằng kia ở Otaku. Ai tôi á? À? Ôi, tôi á, tôi otaku á. Cái gì á, đậu phụ á. Đi, đâu con nào. Tôi bận giết chết nó rồi. Đấy mà. Con creeper nổ chết nó rồi, không tại tôi. Không biết con ong bay cũng mấy lúc nhỉ, cũng vui quá hết nhỉ. Con ong béo. Mẹ con béo á. Mẹ con béo nữa. Càng vui. Ui, farm của farm gà bò thằng Đức xịn vết. Có mỗi farm bò để xịn. Làm khác nhỉ. Ai... Xây cái farm Iron Golem mới đâu nhỉ? Đây, xong... Nhà cạn đi. Đây, không, đừng xây ở gần đây đi để tôi nối luôn cả cái ấy vào. Nối luôn xây ở giữa hồ, xây ra giữa hồ. Vãi cứt. Để tôi nối luôn hopper vào cho dễ. Tạo đất. Xung quanh nhà thằng cạn đông vui quá nhỉ. Ừ. Biệt này có bò bên kia ở gà. Anh luôn được các kiểu. Đây là khu cách tặng công nghiệp gì. Ông có làm được rồi không? Farm lợn không? Lợn đang thừa. Không đã được con lợn này Jackson luôn à? Mình còn nhiều thứ để phát triển chỗ này lắm. Tôi không muốn mở rộng thêm ra cả cái chỗ xếp tìm hương nữa kìa. Bruh. Thêm cái xếp tìm hương nhưng mà không xây việc ấy phí nhỉ. Cái gì? Ờ. Thêm cái xếp tìm kiểu tôi đừng muốn xây việc ấy phí nhỉ. Nhưng mà xây trên đấy là chỗ câu cá là mất vẻ đẹp tự nhiên. Xây ở chỗ Shrek. Được. Chỗ Shrek. Xây, chắc ông xây cái nhà Shrek ở đấy ấy. Mãi mới xong cái đoạn này. Vãi trưởng. Đoạn gì? Để đến nuôi một phòng đấy. Nuôi mới là một phòng mà, tôi làm một phòng chỗ này nữa mà. Đẹp rồi.